Ok, sau khi mà anh chị đã xem xong video thứ nhất của em rồi, đó là video em hướng dẫn cho mọi người cách cắm dây, mà anh chị lên livestream hoặc thu âm lại không có nhạc, không có tiếng, thì anh chị hãy cố gắng xem hết video thứ hai này của em nhé. Ok, vào vấn đề luôn nhé. Đầu tiên, anh chị bật cái sâu cạc này lên. Đấy, ấn giữ nút nguồn này. Sau khi bật sâu cạc rồi, anh chị hãy sử dụng cho em một cái điện thoại để chúng ta bắt Bluetooth bật nhạc cho con sâu cạc này. Đây, ở đây em đã tìm thấy sâu cạc V8S và đã kết nối rồi nhé. Anh chị chưa biết kết nối, anh chị vào cái Bluetooth này, ấn giữ. Sau đó anh chị tìm sâu cạc V8S và kết nối với nó nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái YouTube, chúng ta bật một bài hát lên để cho nhạc bắt đầu nó chạy ở trên con sâu cạc này nhé. Đấy, nhạc bắt đầu chạy rồi. Đấy, đang sóng nhạc, đang nhảy này. Ok rồi. Điện thoại bắt Bluetooth bật nhạc, chúng ta đặt sang một bên. Tiếp đến là đi kèm theo cái sâu cạc V8S này, chúng ta sẽ có hai cái dây, có hai đầu 3.5 như này này. Đây là dây livestream và dây lấy nhạc mọi người nhé. Đấy, mọi người hãy sử dụng cho em một cái dây để chúng ta livestream. Còn chúng ta đang bắt nhạc bằng Bluetooth rồi nên là không cần cắm dây nha. Chỉ cần một cái dây để livestream, chúng ta sẽ cắm vào lỗ line 2 hoặc line 1, cắm lỗ nào cũng được mọi người nhé. Đây em cắm luôn lỗ line 2 đi. Đấy, lưu ý là phải cắm hết cỡ vào nhá. Có anh nhiều anh chị để như này này, để như này thì không thể nào âm thanh truyền qua được nhá. Phải cắm hết cỡ vào. Đấy, đẩy mạnh vào. Ok. Tiếp theo anh chị lưu ý này, tất cả các núm này anh chị vặn sang phía bên tay phải cho em nhé. Vặn tầm khoảng hướng 3 giờ. Ở đây anh chị em mình test nên là anh chị em cứ để em hướng 3 giờ nhé. Cứ để 3 giờ cho em để biết là cái sâu cạc của mình đang vặn đúng chiều. Đấy, để hướng 3 giờ. Bước tiếp theo là anh chị cần chuẩn bị cho em một cái điện thoại có lỗ tròn nhé. Lưu ý là có lỗ tròn nhé. Anh chị em nào đang sử dụng điện thoại iPhone 7 trở lên hoặc là những cái dòng điện thoại chân tai si đời mới ấy, thì anh chị không thể nào test được là lý do tại sao đâu nhé. Nên anh chị cố gắng mượn ở đâu đó cho em một cái điện thoại có lỗ tròn nha. Sau đó, ở cái điện thoại có lỗ tròn này, anh chị hãy tải cho em một cái app tên là B62. B62 như này nhá, lên CH Play tải về nhá. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ ấn sang mục video. Đấy, ấn sang mục video nhá, video này. Đấy, để chúng ta quay video, xem là âm thanh của bộ này có truyền vào đây hay không. Trước khi quay video, một lưu ý rất là lớn, anh chị hãy bỏ hết cái ốp điện thoại này ra nhá. Anh chị để ý này, khi mà chúng ta cắm cái dây này vào, nó có ba cái khớp như này. Chúng ta cắm vào cái lỗ tai nghe của điện thoại. Đấy, nó không hết cỡ thì là âm thanh của nó sẽ không truyền vào được hết nhá. Không truyền vào được luôn. Đó nên là chúng ta cần phải bỏ hết ốp điện thoại ra. Đấy, ốp điện thoại live của điện thoại livestream bỏ ra nhá. Sau đó chúng ta sẽ cắm cái dây livestream này vào cái điện thoại quay video. Đấy, bằng B62 để xem là âm thanh từ bộ này có vào đây không. Nếu mà vào thì chứng tỏ là bộ này hoạt động hoàn toàn bình thường. Đó, sau đó chúng ta sẽ ấn quay video. Đấy, vòng tròn đang chạy, tức là đang quay video nhá. Đấy, sóng nhạc vẫn đang chạy này. Ok, một vài giây thôi, ấn tạm dừng. Sau đó rút dây ra. Rút dây ra. Chúng ta muốn nghe lại thì chúng ta ấn vào cái mũi tên màu xanh bên tay phải này. Ấn vào nó. Đấy, anh chị nghe thấy không? Đấy, có nhạc nha. Đấy, có nhạc như vậy thì là xong. Sau khi mà chúng ta đã quay được âm thanh như vậy rồi thì chứng tỏ là điều gì? Chứng tỏ là cái bộ sâu cạc của chúng ta và cái dây livestream hoạt động hoàn toàn bình thường mọi người nhé. Hoạt động hoàn toàn bình thường thì chúng ta mới thu được âm thanh như vậy. Sau khi đã biết được bộ sâu cạc của chúng ta hoạt động hoàn toàn bình thường thì sau đây là những lỗi cơ bản khiến anh chị quay video hoặc phát livestream không có nhạc, không có tiếng. Thì thứ nhất thôi, vẫn là cái ốp điện thoại. Ốp điện thoại nhớ bỏ ra nhá, nhớ bỏ ra cho em nhá. Thứ hai là anh chị cắm dây chưa hết cỡ. Đây, ví dụ anh chị để như này, âm thanh cũng không vào được nhá. Đấy, nên anh chị phải cắm hết cỡ vào cho em. Đấy, đẩy sát hết cỡ vào. Thứ ba, cái lỗi này ít người mắc phải, nhưng mà không phải là không có. Đó là anh chị em vặn những cái núm này này, vặn nhỏ hết cỡ. Đấy, vặn sang bên tay trái nhỏ hết cỡ rồi. Bảo là tại sao không nghe được thấy tiếng gì cả. Đấy, nên là anh chị để dấu cộng, dấu trừ này. Đấy, vặn sang phía dấu cộng thì là nó sẽ to nhá. Đấy, cộng trừ này. Thứ tư, cũng là cuối cùng, đây là một lý do mà nhiều người mắc phải nhất. Nhiều người mắc phải nhất khi quay video hoặc phát livestream với sâu cạc mà không có nhạc, không có tiếng. Đó là những anh chị sử dụng điện thoại iPhone 7 trở lên và những dòng điện thoại chân tai si đời mới. Đó, anh chị em dùng điện thoại iPhone 7 trở lên cần lưu ý lấy cho em một cái cáp chuyển đổi, nó phải zin chính hãng, nó phải xịn, sò có hai chiều cả đi cả về, cả cắm tai nghe để nghe nhạc và cắm dây livestream để livestream thì mới livestream được mọi người nhá.
Và nhân tiện đây thì em cũng nói luôn, có rất nhiều anh chị tự mua cái cáp chuyển đổi này ở ngoài quán điện thoại hoặc Thế Giới Di Động, và mọi người mua rất là đắt, tầm khoảng 300 nghìn, và mọi người khẳng định là cái cáp này là cái cáp xịn lắm rồi, chất lượng lắm rồi. Đấy, nhà bán hàng người ta giới thiệu là xịn lắm rồi. Và anh chị nghe như thế, anh chị tưởng là cái cáp đấy xịn, nhưng khi cắm vào thì lại không quay được âm thanh, không thu âm được, không livestream được. Như vậy là cáp vẫn chưa phải xịn đâu mọi người nhé. Muốn biết xịn hay không ấy thì phải thử mới biết được. Chúng ta đã biết là bộ sâu cạc này hoạt động hoàn toàn bình thường rồi, lúc ban nãy chúng ta test rồi. Sau đó chúng ta sẽ cắm cái này vào. Đấy. Đấy, và đầu còn lại chúng ta cắm vào cái điện thoại iPhone của chúng ta vào máy ảnh bình thường, quay video xem có nhạc, có tiếng, rõ lời hay không. Đấy, là chúng ta đã biết được là cái cáp đấy dùng được hay không nhé. Em nhắc lại, muốn biết được chất lượng hay không thì phải thử mới biết nhé. Không thể nào bằng cảm quan bên ngoài mà biết được đâu là cáp xịn, đâu là cáp đểu đâu nhé. Và đối với anh chị nào sử dụng điện thoại chân tai C đời mới như là các dòng Samsung này, Oppo chẳng hạn, đấy thì anh chị cũng sử dụng cho em cái cáp xịn như thế này nhá. Đấy, muốn biết xịn hay không anh chị cứ cắm vào. Đấy, cắm vào xong anh chị vào quay video bằng B612 chẳng hạn. Đấy, anh chị lưu ý là có những cái dòng điện thoại chân tai C thì anh chị cần bật OTG lên nhá. Bật OTG lên thì mới quay được âm thanh nhá. Có những dòng điện thoại như vậy đấy. Và tổng kết lại, sau khi xem xong video này là chắc chắn anh chị đã biết được là lý do tại sao mình lại quay video hoặc phát livestream không có nhạc, không có tiếng rồi. Nó chỉ nằm trong bốn cái lý do thôi. Một là chưa bỏ ốp điện thoại. Đấy. Hai là chúng ta cắm dây chưa hết cỡ. Ba là chúng ta vặn những cái núm này nhỏ hết cỡ thì không thể nào thu âm được. Đấy. Và thứ tư, nhiều người mắc phải nhất, đó là những cái cáp chuyển đổi dành cho anh chị sử dụng iPhone 7 trở lên hoặc là chân tai C đời mới. Đấy. Những cái cáp chuyển đổi này anh chị tự mua ở ngoài quán điện thoại thì hầu hết đến 80-90% là gặp phải hàng dởm, hàng kém chất lượng, nên là thu âm quay video không có nhạc hoặc là có nhạc nhưng mà sẽ bị bóp méo nhé. Nên là nếu mà được ấy thì anh chị hãy cứ đặt ở trên shop của em, bởi vì trước khi gửi hàng là bên em đã test kỹ những cái rắc này rồi. Anh chị chỉ việc mang về và sử dụng thôi. Ok, và chốt lại, anh chị em nào mà khẳng định là cái cáp chuyển đổi của anh chị mua ấy, là hàng chính hãng, là hàng xịn lắm rồi mà chắc chắn là cái sâu cạc này bị lỗi thì anh chị cứ làm theo em nhé. Đấy, cứ test như ban nãy là bộ này hoạt động hoàn toàn bình thường đã, sau đó cắm cái dây này vào cái điện thoại của anh chị mà âm thanh không qua được cái dây này thì chứng tỏ là do cáp nhé. Mấy ok, sau khi xem xong video này thì anh chị đã biết được là mình mắc lỗi số mấy rồi thì anh chị hãy khắc phục nhé. Còn trong trường hợp xem video này mà vẫn chưa biết mình mắc lỗi gì thì hãy liên hệ cho em nhé.